hỏi: "Tại sao người ăn chay không được ăn trứng?" Đáp: "Không có gà trống, gà mái cũng có thể ấp trứng nở ra gà con như thường. Ngày xưa người ta không hiểu điều này nên họ nói là nếu trứng không có trống thì không thể nở ra gà con. Nhưng lối nói này cũng không có gì làm chứng cứ. Tại sao người ăn trứng lại lý luận như thế? Tức là vì họ muốn ăn trứng đó mà. Bất luận trứng có trống hay không có trống, nó đều có thể sanh ra gà con, chứ không phải không thể sanh đâu. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: "Noãn duy tưởng sanh, tức trứng do tưởng mà sanh ra." Hỏi: "Lúc ở bệnh viện Trường Canh, tỉnh Lâm Khẩu, con thấy sư phụ dùng gậy đánh trên đầu bệnh nhân 3 cái. Xin hỏi như thế là có ý gì?" Đáp: "Người đó có bệnh, tôi thấy không thuận mắt nên mới đánh nó đấy." Hỏi: "Căn gốc của tham sân si từ đâu đến? Phải chăng là do ác nghiệp từ kiếp trước, hay là vì hiện tại không biết tu hành?" Đáp: "Cái gì cũng có. Nói tóm lại, nếu biết trừ bỏ hết thì tốt rồi. Chứ nếu con hỏi căn nguyên của nó rồi cũng không chịu trừ bỏ nó, vậy thì chẳng có ích lợi gì đâu." Hỏi: "Có người tu hành đã lâu lắm rồi nhưng không thấy có cảm ứng gì. Phải chăng vì Phật Pháp không linh, hoặc là vì kinh chú không có lực cảm ứng đạo giao?" Đáp: "Không phải đâu. Chính vì người đó không có lòng thành, không có trách nhiệm mà cứ lôi thôi cẩu thả, làm qua loa cho xong việc. Giống như vì tùy hỷ theo mọi người mà làm, chứ nào phải thật tâm đâu." Hỏi: "Xin hỏi, đối với thần thông sư phụ có cách nhìn thế nào? Chính bản thân ngài có không?" Đáp: "Thần thông gì? Ngay cả quỷ thông tôi cũng không có, chứ đừng nói gì là thần thông. Tôi không nói thần thông mà là nói về trí huệ. Phàm hãy như con có linh cảm hoặc biết trước được chuyện gì thì đó có thể nói là do tác dụng của trí huệ, chứ không phải là thần thông gì. Cái thần đó thì không thể nghĩ bàn. Nếu con nghiêm trì giữ gìn quy củ một cách đàng hoàng thì thời gian lâu dần tự nhiên sẽ có trí huệ. Đối với việc tu hành thì thần thông như là một thứ tài năng vô cùng nhỏ nhặt, không ích lợi gì cả. Đừng nghĩ rằng có thần thông tức là có cái gì phi thường ghê lắm. Người tu hành chân chánh thì không chú trọng đến mấy thứ đó, nhưng cũng không bài xích nó. Đấy chỉ là một xu hướng tự nhiên mà thôi." Hỏi: "Sư phụ từ bi thương xót, đệ tử bị bệnh đau nhức cả toàn thân. Con đã đi mổ nhiều lần rồi mà cũng không bớt. Gia đình con thì tan nát, cả đời con gặp trắc trở. Con cầu xin sư phụ khai thị chỉ dạy. Con cầu mong sẽ được ánh sáng mặt trời chiếu cố đến con. A-di-đà Phật." Đáp: "A-di-đà Phật, con đã giết quá nhiều heo rồi, sao lại còn hỏi tôi?" Hỏi: "Xin sư phụ giảng giải về tinh thần của lão hòa thượng Hư Vân." Đáp: "Ngài không ngủ." Hỏi: "Bộ kinh nào thích hợp cho người mới tu tập để nhập môn?" Đáp: "Bộ kinh nào cũng đều thích hợp cả." Hỏi: "Cư sĩ tại gia cũng có thể liễu sanh thoát tử phải không?" Đáp: "Chú cũng có thể nhìn thấy những người tại gia đó mà. Nếu họ liễu sanh thoát tử được thì chú không cần phải hỏi tôi. Còn nếu họ không thể liễu sanh thoát tử thì chú cũng không cần phải hỏi tôi." Ha ha ha,